Rồi, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay thì mình giao lưu một cái cây mai bonsai có mặt bông sau Tết này. Bông dạo rất đẹp, cánh rất là mịn màng, dạo hai lớp kiến chân cánh nha anh em, kiến chân bông này tầm 12 cánh, 12-14 cánh. Hoa rất đẹp, form bông thì tròn trịa. Đấy, các mạch hoa trên cây này. Đấy. Mạch hoa này hoa rải thôi anh em, hoa rải nó đỡ hoa chiều Tết rồi. Hoa rất đẹp nha anh em. Mình giờ mình xé tan rồi mình sẽ quay, mình đo thông số cho anh em luôn, báo kích thước cho anh em luôn nha anh em. Đặc biệt là hoa rất đẹp. Màu sắc vàng tươi, mịn màng, đẹp mắt. Bây giờ mình xé rồi mình sẽ đo thông số cho các bạn xem ha. Rồi mình mới dọn tàn trong cái cây mai mini nha anh em, cây ba bang. Cái này giáo có mạch hoa nãy mình quay rồi. Giờ mình sẽ quay xung quanh rồi mình sẽ đo thông số để cho anh em xem. Hợp nhãn thì giao lưu nha anh em. Rồi, đây. Thông số chiều cao cây thì mình đo từ phần gốc nha anh em, phần gốc lên tới đỉnh đọt 80 nha anh em. À, tán ngang đó 80 luôn, tán ngang 80 nha anh em. Còn thân còn đỡ luôn, thân trên cũ chỗ này là 20 nha anh em, 20 chín 20 này, bộ đỡ cái đỡ này, bộ đỡ này. Đỡ nó ôm hết hết chậu lục theo, giác theo rồi. Kêu thước này cho 70 số 18 này anh em, đó là số 18 này, đó giờ còn ôm mấy lần số 18 nha anh em. Đó, rất là sát sát bộ đó, đó nằm lọt trong cái chậu này là chậu chắc 30 nha anh em. Chậu lục giác đo luôn, phủ bì thử nhiêu lọt lồng là 26, lọt lồng 26 nha anh em, phủ bì là 32. Chậu bán bàn rất là gọn nhẹ. Chậu cao 22. Chiều cao chậu là 22 nha anh em. Cú này cú xù. Cái này bán bàn rất là khéo, rất là già rồi nha anh em. Già bắt đầu lên cấp này, lên những cái mụn cấp này nè. Săn chùi nha anh em. Cái này mình giao lưu anh em giá rẻ thôi, giá sâu Tết 6 triệu nha anh em. Chắc là sinh viên hợp lý. Cái bán bàn cái thành phẩm rồi nè. Thầy ghép cái giống dạo hoa rất đẹp, hoa chắc nãy giờ nên mình quay mạch hoa cho anh em xem hết rồi. Hoa sau Tết mà đẹp xuất sắc luôn. Nếu mà trong đúng dịp Tết, dịp hoa của nó thì nó đẹp rực rỡ nha anh em. Này, tây cành này mình làm uống lượng nét bê đơ hết rồi nha anh em. Giờ mà anh em về cứ bấm giật dâm, bấm như giật dâm như mình nè. Nãy giờ mình bấm anh em. Cái nào vừa ra quá khô quá phôm thì mình bấm mình giật dâm lại cho nó lên cái dàn dàn dâm như dâm chuối anh em. Đây này, mình càng bấm nhiều thì những cái đầu dâm này nó sẽ nứt lên nó đặc cay nha anh em. Chỗ như chỗ này là mình bấm nó ra hai ba nhánh này anh em. Rồi một nhánh nó ra 2-3 nhánh thì anh em cứ nhân lên nha anh em, tương lai lâu dài nó sẽ đặc cái cây. Cây chưa có lé, chưa có búp mà anh em nhìn thấy nó vàng xương nó như thế này quá đẹp rồi nè. Cái này có cái mình làm cái form tán đổ dài hoa vô bàn anh em. Đổ dài hoa khi mà nó nở thì đẹp. Nó đẹp nha anh em. Giá 6 triệu nha anh em, giá tại chỗ chưa bao gồm phí ship. Đấy, mình bán giá sinh viên. Một củ rất là bự nè anh em. Mình thấy cái bộ gốc đó chưa? Gốc ở trong video là đẹp 8 chứ ngoài đẹp 10 nha anh em. Già lắm. Tây cành này ok hết rồi, anh em cứ dễ về bán bàn chơi thôi. Cứ chăm hàng năm mà cắt chụp
cành nhánh thì anh em đi mình kéo ra vô một chút. Nha. Một người bưng là nhẹ nhàng nha anh em. Đấy, chậu nó gọn rồi. Cây được cô vô chậu rất là khéo, rất là khó có nha anh em. Rồi thuật cô chậu gom chậu nha anh em. Rồi, nên mà hợp nhãn cái cây mai bonsai này thì liên hệ mình.